con gạch đường như hoàng hậu vậy. Muốn cho dì Aka sống lâu trăm tuổi cũng khó. Tỷ tỷ, tỷ đừng nên tội nghiệp những người đã tự tạo nghiệp. Tỷ đừng nên quên, chính hoàng hậu và quý phi đã hại tỷ tỷ. Giờ đây chẳng qua là quả báo của ông trời mà thôi. Từ sau hôm nghe được những lời quý phi nói, trong lòng muội chỉ muốn cứu tỷ tỷ ra khỏi đây thôi. Hoàng thượng, U Lạp đang làm thị bỉ quan. Vĩnh Liễn qua đời. Tại sao có cỏ bông lau bay trong phòng?